chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 nha. Năm rồng nên tôi mở hộp Robo rồng như đã hứa trong clip trước nha. Đầu tiên phải nói là cái hộp con rồng này khá là cổ nha, 1993, 31 năm rồi đó nha. Trên hộp có hình con rồng trong phim Die Ranger nha. Sẽ có hai dạng chiến binh rồng, một dạng ở thể rồng và một dạng ở thể đứng này nha. Đây là hướng dẫn lắp ráp đã 31 năm. Mình không mở ra nhưng nhìn lén bên trong có hình một con gorilla. Chắc là quảng cáo cho một series phim nào đó vào thời đó nha. Không biết bên trong có còn mới như ở bên ngoài cái hộp và cái khay mút này không. 31 năm rồi mà còn trắng phiếu luôn nha. Wow. Một con robo rồng 31 năm tuổi thì sẽ như thế nào nha. Đuôi rời, đầu rời. Tay chơi của mình là không có dán đề can, cho nên phần đề can này mình sẽ giữ lại y nguyên nha. Về diện mạo con này cũng khá là đơn giản. Về cách ráp và lúc gắt tay, phần đầu này nó chỉ có hai cái khớp ở đây. Mình chỉ việc bóp nó vào như thế này, có cái lò xo nè, và mình gắn nó vào thôi. Phần khớp có khớp ngập nên sẽ kêu như thế này nha. Đuôi rồng xong, khớp đầu và miệng, khớp tai với phần tai được mạ chrome sáng bóng nha. Khớp đuôi không biết chủ cũ họ giữ kỹ như thế nào, nhưng cái phần mạ chrome này còn sáng bóng luôn nha. Phần mạ chrome màu vàng cũng còn sáng bóng. Phần đề can này nó sẽ có những cái đốm đen ở đây, nó giống như là giả cổ vậy đó, không phải là cũ đâu nha. Mặt bên đây cũng như vậy. Còn lại thì nhựa màu xanh của rồng nè, có những cái đốm, đây cũng là một cái dạng giả cổ. One Tiger thì nó cũng sẽ có những cái đốm màu đen vàng. Thời điểm này thì cái style của nó là như vậy. Phần nhựa vàng này vẫn còn như mới luôn nha. Để gắp tay ở dạng rồng đứng chiến binh như thế này thì mình chỉ việc cho rồng đứng lên ở tư thế này và mở hai cái cầu vai này ra thôi nha. Đặc điểm của con rồng này là nó chiến đấu chỉ duy nhất một mình nó, cho nên không cần giáp tay với con robo nào nữa hết nha. Điểm đáng tiền nhất của dòng robo cổ này là Bandai 1993 Made in Japan. Và tương tự thì cầu vai mặt bên hông bên còn lại cũng có chữ DS và một hàng chữ Nhật gì đó mình không đọc rõ. Nó tóm lại là không biết tiếng Nhật đó nha. Phía sau đây chúng ta sẽ có một cái chỗ để lắp pin. Wow, không có động cơ. Mình nghĩ nó sẽ có đèn và âm thanh, ánh sáng. Thử nha. Và để chuyển về dạng rồng ở tư thế nằm cũng rất là đơn giản nha.